Theo đó, An Đô khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 10, tại địa bàn phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã xảy ra vụ án nghiêm trọng làm nhiều bạn bị thương. Giao thời điểm bên trên, nam người trẻ tuổi đưa theo dao sang truy đuổi cha mẹ người yêu. Sau khi gây án, người này bị người dân an lực lượng công dụng khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường. Vụ việc khiến cha mẹ người yêu của đối tượng người dùng bị thương nặng đưa theo cấp cứu trong tình hình nguy kịch. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh xác nhận vụ việc bên trên. Anh cho biết, nam nghi phạm là kẻ ở phường khác. Theo thông báo ban sơ phường nắm thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc nghi do bị cấm cản chuyện tình cảm. Hiện hai chung kết nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện, còn nam người trẻ tuổi gây án đã biết thành bắt giữ ngay tại hiện trường. Anh đem về trụ sở công an thành phố Hạ Long để điều tra nguyên nhân. Hiện nguyên nhân vụ việc đang lực lượng công dụng.